không có chuyện mà Nguyễn Nhân chổi mà hay có cái phim nó đứng té đá quần á, làm những ai mà điên á, mà Nguyễn Thị Sáu mà nhảy vô ôm bom lỗ Châu Mai hay là mà không có chuyện đó. Ai nói Bác Hồ còn chinh ai có chuyện đó, quá trời vợ nhỏ vợ lớn toàn là gạt không nổi. Một cái bài thơ mà so sánh mình bằng với Đức Thánh Trần á, là Đức Trần Đạo đó. Có bài gì ta, bữa ai nhớ bữa đọc hoài đó. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng đó, mong tôi cách mạng sớm thành công đó. Cách mạng kỳ này thành hay không á là đi luôn á. Thành công của ổng có nghĩa là bán trọn nước Việt Nam cho Trung Cộng, là ý ông muốn cái câu cuối cùng vậy. Mong tôi cách mạng sớm thành công là bán luôn nước Việt, thành là nhập vào làm một cái tỉnh của Trung Quốc, thì là cái câu cuối cùng đó. Ghê không? Nhưng mà có người khi ngã mạng muốn nói gì nói. Bây giờ ở dưới tầng 6 con 6 địa ngục á, về trên đấu cho lên đâu. Hôm qua có thằng kia nó cần nghe, mày phải xin lỗi Bác Hồ và xin lỗi dân tộc Việt Nam. Không biết người này mở ra tên gì ta. Rồi có comment này không, mấy con nằm trên mạng gì Nguyễn Quân gì đó. Mình á, hữu duyên thì biết được thiên cơ, để rồi mình hiểu được cơ vận. Khi mình biết được cơ vận của chuyện nói ra thì mình nắm lấy cơ hội để mà mình dọn đường đi nước bước đời sống của mình, tương lai của con cháu mình, và đồng thời mình mới tạo được cơ đồ cho dòng họ mình, cho con cháu mình. Cái chuyện này lên mạng không có gì chứ có lợi cho chuyện hết. Mua Thiên Long Sơn mấy chục triệu, Thiên Long Giang cũng một đống tiền, lên đây cũng bị trứng gà cà chua. Quý vị có ham không? Làm tỷ phú đi chơi một xứ Hoàng Kiều có ai chửi ông đâu. Được ghệ 27 tuổi nữa hay nào Phật. Còn mình lên nói chuyện này ghệ nào dám cua mình. Một cua mình cũng dám đụng tới nữa. Đã lên đây làm người của công chúng rồi là phải có khuôn có khép. Chuyện mà có làm gì sai cả mấy trăm đứa đệ tử ngày điểm sát bên này biết hết. Không chết với cộng đồng mạng mà chết với đệ tử mình á, thì không có cái gì mà giấu quý vị hết. Người thiệt việc thiệt, cái lòng thật, 189 cái clip đều là lời thật. Một người duy nhất của 8 tỷ người của quả địa cầu này đang cầm cái điện thoại FaceTime về chờ để mang những cái tin tức cực kỳ quan trọng xuống cho quý vị á. Quý vị không thương thì cũng đừng có nên chửi kịp, gọi là mang thân tứ đại cũng có cảm xúc nghe, ngũ uẩn đầy đủ nghe. Nhưng mà mình đã diệt được tham sân si, mình có mấy chư vị an ủi thì cũng không có giận ai, mà có giận cũng không quá 3 ngày. Lâu lâu đi chỗ này chỗ kia thăm mọi người chút. Chỗ này mình mới thông báo có ngày quá giờ cũng không thích đông quá, cũng mục đích là cái chân của kiệt mà bước tới đâu á là muôn trùng chư thiên chư thần đi theo gia hộ của thành phố đó. Cho nên hôm nay ở ngoài trời quý vị không thấy nhiều lắm, và đồng thời khi ngồi gần với kiệt nè, những người mà bị xui xẻo vong linh đã tin thì mình nói thiệt luôn, mấy chị vị đứng đây á cũng đã gọi là gì, blessing hả, gờ đầu hết rồi, khó đó. Rồi chị bệnh tập thể. Hồi đó có một lần ngồi buồn cứ than sao con cứ nói hoài không ai hiểu con. Thì lúc đó bà thấy căng mà không về,
Ê, mình có sám sư phụ mà mình thường nói đó, các bà thượng cái công cho bài thơ này, quý vị ghi nhớ nha, tặng riêng cho Kiệt hôm nay, Kiệt tặng lại trên cộng đồng luôn. Dấn thân trong bụi hồng trần, dù thân cực khổ vẫn mang nụ cười. Tức là mấy vị kêu vậy đó. À, bà thượng cái câu này của bà thượng Thế Công cho năm tháng 4 ngày 19 năm 2021. Hãy một lần chuyện nói chuyện gì nào thì có ghi ngày ghi tháng xuống, người vị nào dạy mình đã kịp tiếp xúc quá trời luôn, mấy trăm vị luôn á. Còn là cái gì mà cao siêu mà cái gì gần đây á, có nói về cái vụ vụ án của gì tên gì ta, Hồ Ngọc Hải, mấy cái chuyện nhỏ vậy mà mấy vị biết nó phải chuyện nhỏ nha, nó có một cái mầm mống để mà lật cho cái bộ mặt của một cái xã hội, một cái sự công bằng của nhân loại không còn cái sự công bằng nữa, nó bị quan á. Hồ Duy Hải đúng rồi đó, bác này nó đúng. Tại bữa hổm á, mấy vị trên trời ấy về nói á, là cái vụ án đó là bị oan, mà nếu mà nó xử nó mà đúng thì ông tòa với công an với quân đội dục rác làm sao, sai làm sao. Cho nên cái xã hội này quý vị, mấy bề trên mới nói nó còn bất công nhiều lắm, mất công. À, đúng cho là sai, sai cho là đúng. Phe ta thì không đốt củi, không phải phe ta thì cho vô lò. Mình muốn nghỉ mệt 5 phút không? Dạ. Ok rồi, nghỉ mệt 5 phút hai bà con nói chuyện cũng không. Thật sự tiên tri ấy, thời xưa Đức Thầy hay các vị tiền bối của bên Tàu, bên Âu Châu, Notre Dame, Venga rồi đó, Lưu Bó Ôn, Thư Bói Đồ rồi, thì đã cũng là lộ thiên cơ, nhưng mà lộ không có rõ. Đến thời nay, thời sổ số, thời mà chạy vô dòng chung kết thì Kiệt lộ rõ hơn chút. Tại vì thời nay nhân sinh trí tuệ chúng ta quá cạn cợt, thì Kiệt phải bề trên mới cho Kiệt đầu thai thành một người dốt, ngu, ngốc. Ngốc mới nói chuyện, ngốc mới hiểu đúng không? Không nói chuyện ngốc cũng có hiểu. Cho nên mình phải nói cái tiếng nói giống gì nè thì mới độ được nhiều người, thì cái tác dụng là như vậy. Chứ là chuyện người khôn, khôn giỏi quá, nói chuyện lanh lẹ như những nhà chuyên nghiệp trên đài truyền thông, chưa chắc quý vị ngồi đây á. Quý vị có đồng ý không? Thượng đế rất là tinh vi, Phật cũng tinh vi lắm, nhưng mà ở trên trời chỉ có 26 cái tòa sen là đã chuyển thế xuống thế gian, đã tu thành những gì rất là cao. Mỗi một lần về á, kiếp nào á mà làm lập công lớn với cha, cho một cái huy chương là cho cái tòa sen xuống rước. Mà tất cả các kinh điển đại thừa hay là Phật tử mong ước tòa sen xuống rước là nghĩ là giảng sanh đó. Cho nên chuyện nó không bao giờ có chuyện giảng sanh, chỉ được thử một cái là lên rồi đạp dân xuống lại thôi. À, đó là hên á. Còn những người mà bị mấy ông thầy dụ á, cột cái cửa cà rốt trên lưng thỏ mà chạy hoài mạng không tới á, ai là Phật không, không có luôn á. À, khi xuống đây mình phải làm gì? Độ chúng sanh, thí tài, thí của, thí trí lực, thí pháp, thí kinh nghiệm của đời sống mình. Đời của Kiệt là một cuốn kinh, quý vị không có cần nghe chuyện nói lời nào, chỉ cần biết Kiệt qua Mỹ nghèo khổ, không có đồng nào, sống lăn lóc như bụi đời ở ngoài đường, bữa đói bữa no. Khi có giàu có rồi cũng không có quên đi cái bản chất của mình, rồi cũng lấy tiền của đi làm lợi cho nhân sinh, không màng tai tiếng. Vì chỉ học nhiêu đó thôi. M
Mình bữa nay mình đọc cái bài Thánh Ca Đức Thầy này, bữa nay tự nhiên nó nhảy lên cũng thấy hay nè. Khổng Minh nhờ gió dụng công, còn ta nhờ được mũi mầm bay tan. Một câu đó thôi, nó có mấy chữ? 2, 4, 6, 8, 9, 12 chữ mà nó y chang như ngày hôm nay không quý vị, của cái thế giới này. Công nhận nó Phật trời cao siêu, người thường làm sao mà nghĩ chỉ có 12 chữ mà diễn tả trong toàn cảnh này. Để kêu giải thích, nghĩa là vào thời Tam Quốc Chí, trận xích bích, Khổng Minh giúp Chu Du nhà Ngô đổi gió để đốt chiến thuyền của Tào Tháo để định đại cuộc tam phân lãnh thổ. Cái nghĩa là thời Tam Xuân Thu, Tam Quốc ở nhà Thục, nhà Ngô ở trên kia, Tào Tháo là nhà gì ta? Tới cha mặc áo cũng tự nhiên đột xuất, đó là Tam Quốc đó. Thì cái bài này Đức Thầy nói là giống như tương tự thời Tam Quốc Chí. Đức Thầy ví giống như ngày hôm nay của chúng ta. Sau năm 2017-20, Trung Cộng nó ra hết nỗ lực nha. Trung Cộng á, ra hết nỗ lực, nó muốn thôn tính nước Việt đủ mọi thủ đoạn. Nào là đặc khu, phải không? Dân đồn, phải không? Phú Quốc, phải không? Ở đâu ta? Dân đồn, Phú Quốc. Đây không, bà con không theo tin tức, cho mình ra ý thôi, là phải nhớ nha. Dân đồn. À, đúng rồi không? Dân phong hả? À, thì ba khu, đặc khu. Thì nó ra hết nỗ lực. Rồi nó thả một dòng đai, nào là Formosa, nó không cho dân mình, nó để cho dân mình khổ chết đó, để mình lệ thuộc vào nó. Cho nên giờ bao nhiêu trái cây đồ ngon đồ là dân cống hiến cho Thượng Quốc không à. Xe tải của mình đậu ở cảng ở biên giới Lạng Sơn rồi đó, môn môn vậy đó. Còn mô xa dân đồn để đem xì ke, ma tí, chất độc, rượu vi ngàn cho mấy tuổi trẻ mà vừa học xong đại học, chưa có kịp góp sức cho đất gia cho gia đình nữa, là ung thư quá trời đó. Nhưng ở thời kỳ này á, khi mà Phật ra đời tại Việt Nam, sẽ lập hội Long Hoa tại miền Nam, sẽ đưa Minh Vương lên ngôi vị thống nhất đạo và đem hòa bình trên toàn thế giới. Phật trời từ bi, làm sao mà đánh đuổi được Trung Cộng để lập hội Long Hoa ngay trên đất nước Việt Nam. Nên câu thơ này ngài ví như mượn tay của các đồng minh trên thế giới. Hiện giờ là Mỹ nào đang bên năm 2 đang bển, Nam Hàn đang tập trận bển, Đại thất hầm đội cũng đang bển, rồi Úc không, Ảnh nữa, hiện giờ có tàu Ảnh nữa. Thì cho nên bề trên á, thượng đế mới mượn tay đồng minh, mượn tay đồng minh để hạ bệ tàu, để chấn chỉnh là nước Việt sẽ thành cường quốc trong tương lai để giúp Minh Vương lên ngôi, làm cho quốc thái dân an, thịnh trị lâu dài. Thì nó giống như câu thơ của Đức Thầy á, ổng có 12 chữ à, mà giờ cả cái đồng minh bây giờ nằm ở Á Châu, hiện giờ năm 2 hôm qua bữa nay á là B-52 rồi Steel Bomber nữa, quá trời luôn. Bữa nay Nguyễn hình như nó được lệnh của Tập Cận Bình kêu mày bấm thêm vài nút mày hù nó nữa thôi. Tức là mấy gì nói bơm cạn của Trung Cộng như đồ dầm mã vậy. Ông nghe đó là đồ mũ, của Trung Cộng là đồ giấy, anh không có được.
Rồi quý vị nói là lính Nga giờ là không chịu đánh rồi. Lính Trung Cộng nó là con một, gia đình của nó có một hàng con trai à, họ mắc thuộc thủy gì đó, mà nó đánh nó chết thì đâu có ai nói giỏi. Cho nên nó có chịu đánh hay không nữa mới là quan trọng. Nó chưa từng đánh, chỉ hù thôi. Nhưng mà phải đánh ở cái thế này, phải đánh. Thì trở lại câu là Khổng Minh nhờ gió dụng công, còn ta nhờ được mũi mông bay tan. Công nhận một vị Phật mà nói 12 câu mà nó quá trời tài, chiến máy bay của đồng minh vô giúp nước Việt để đuổi mũi mông đi. Khi giờ không có đồng minh sao mình đuổi được mũi mông, mà nó có lợi cho nước Việt mình đó. Có phải là nước Việt mình bất chiến tự nhiên thành không? Khi mình hiểu được 12 câu của Đức Thầy cho như thế này, thì mình mới thương lợi mấy thằng cộng sản hiện giờ đảng viên 4 triệu thằng của nó ẩn. Chứ là cái nghề đi làm ăn thôi. Rồi ruột dư ruột thừa của mình 6 triệu hải ngoại này không có đáng gì hết. Từ trên chư Phật nhìn một cái cuộc diện lớn như vậy để đưa nước Việt thành cường quá. Nước Việt đang ở cái thế giống như xuồng của có cái sao, cái tàu Titanic gì đó. Thầy thấy nó sắp sửa bị bề trên á cho đồng minh thuốc để mà tắt pin á, thì chiếc xuồng này sẽ cho mình cái gầm giờ không còn nữa, đừng nói gì máy lưu tôm. Thì thấy á cơ trời hay không, cái màn cuối này nó sẽ là mở ra rất là hay luôn. Nên chúng ta thì muốn nhắc lại cái bài này thầy cho mình để hôm nay cái gì nghe được những lời thật gặp mặt thì thật thì nói bà không đừng tin chuyện nghe, nhưng mà đừng coi thường lời nó không. Bảo đảm cái gì về nhà cho chị anh em bà con lên án đó, lên án kiểu chế nha, là nói thẳng người nào mà chịu thẳng này chửi thẳng mày còn khùng, nó nghe khùng nó nghe nóng không. Nhà coi tivi chúng là bảo đảm khoảng người bị ở đây này, phải không? Chắc ăn luôn. Nhưng mà thật sự quý vị thấy mình ngồi đây mình vui không? À, một gia đình hạnh phúc, con của mình trời. Thì vì họ không có hiểu, chứ không phải họ không có đầu bự gì đâu. Cái con ống nào mà xì hơi xuống chút, nó mặc cho mẹ cái lô nó bể là chết, rồi xì hơi xuống chút, ngã ngã xuống chút. Đó là con thầy Đức Thầy hôm nay đồng minh kéo đầy mà. Vậy với cái bác nào hôm nay qua cũng nói nhiều quá thì mẹ rồi. Bữa nay trả lời câu hỏi trực tiếp đi, lâu lâu mình gặp lần không có nói nữa, nói khi nào mình về bảo thì tặng qua chuyện nói với bác bên này nghe. Hôm giờ mình gặp nhé, có bao nhiêu thắc mắc thì sổ hết đi. Rồi lấy cái microphone sổ nè, có gì cứ lên là đăng lớp kìa, cứ gì hỏi thôi, đủ ý chứ còn nói thì nó hoàng mình chuyện nói vậy nha, cũng đã nói rồi. Thưa sư phụ, con tên Thiên Thị Mỹ Quyền. Sư phụ thấy ai gặp sư phụ ba lần, sư phụ nhờ con làm đệ tử. Trên giấc mơ của con gặp sư phụ ba lần, vì khi nào cũng mới được làm đệ tử của sư phụ. Ê, mấy hạnh là mấy giờ mình bị đuổi ra khỏi chỗ này đi? 4 giờ hả? Ok, mình nói chuyện thêm chừng tiếng rưỡi nữa. Thì bữa nay hơi đặc biệt với Houston, tại vì mẹ nói Houston nó hiền lắm, nó không giống chút tập gì dân cao ly. Nên con qua nhiều ổn độ nhiều. Thì đúng ra cái luật của việc đó là phải về Thiên Long Sơn lại cha lại mẹ, xin cha mẹ ba lần kiểu nói nha. Tại thì khi mà cái thai bị giết vô, cái dấu thiên tâm nó dính vô chán rồi, thì phải có một cái duyên. Cái duyên có nghĩa là
đã là thầy trò thì đời đời kiếp kiếp về trời cũng sống chung ở cõi trời chung, không phải chỉ gặp ở đây. Cái chuyện lớn đệ tử của mình dưới này nó có ham trần, nó có mê sắc, nó có đi sai á, mình cũng phải đi xuống nhắc nhở mình về, đem về ba lần. Nhưng mà hôm cái gì kêu á, thôi thì họ đã có duyên rồi, con ít qua đây. Thì ai hôm nay có mặt trong phòng này muốn làm, muốn kiềm trẻ cái dấu trình trẻ thì cái gì cho. Nhưng mà chờ tới 1:30, chờ tới như ta mình nói chuyện tiếp đi. Chứ còn lúc đó là không có nói chuyện nữa, chỉ là mời nhẹ thôi. Có mới không? Có một điều mọi người phải nhớ, khi gặp chuyện đừng nghĩ mình thiệt rộng lắm, những người ta lên rộng lắm, trên bầu trời rất là đông. Nãy khi ngồi thiền là chuyện cái gì đó, chị cũng ở đây đông lắm nè. Ngồi thiền để mà xin chị tỉnh dùm ở đây tập thể. Chưa tu mà có thần thông mình hay quá á. Không nhận siêu nghĩ ở xung quanh mình á, khi mình đầu thai xuống thế gian á, những chư thiên là cũng là anh em bà con mình trên trời đúng không? Khi mình xuống đây đó, họ làm những cái hiện tượng đó, họ nhắc nhở mình phải quay, để quay đầu, phải tìm đúng minh sư, phải minh sư gì đó, minh sư tâm tâm gì kêu đọc kinh đại tòa ha nghe. Nó cũng là một tin ở gần trời này thấp mà thời nay ai cũng muốn lập công và thương hùng thương bá này đúng rồi. Thì cái đó cũng là một bà con mình với trời xuống nhắc nhở mình thì hôm nay mới ngồi đây nè, cũng bình thường. Còn mình mà không có cái hiện tượng, không có tâm linh á, ở ngoài kia họ hiểu nghĩa nhiều quá, họ không có đỏ tâm linh, họ không có cảm ứng thì mấy vị nhắc kiểu nào họ cũng tài chơi thì cũng giống như đi lạc đường, người ta chỉ đường đúng mà. Họ cũng không có chịu đi nữa, họ đi theo đường sai. Có những người chúng ta luôn á, hiện giờ cái lì á, ví dụ như mình lỡ hút cái đèn thì mình cứ tìm cái dương thoại mình quẹo đi, không cái dương thằng nó lì á, nó lỡ hút rồi nó chơi là hẳn luôn. Như cái gan của nó lên vậy đó, nó là ngã mạng á. Thì chúng sanh thời nay cũng vậy, họ cứng đầu á, người ở trên xuống nhắc nhở hoài cũng không tin nữa. Thì từ đó cái đội liên một từ đó rồi ở tiếp tiếng nữa. Bây giờ dạy dưới đi mấy bác lớn tuổi kia bắt đầu có cơ hội lên đi, cơ hội gặp